Alo, xin chào các em học sinh lớp 5 trường tiểu học Phú Cần A. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài trên chương trình online tiếng Anh lớp 5, lesson unit 11, lesson 2 nha, học phần số 2 của bài 11. Cũng như thường lệ thì trước khi vào chương trình thì ta phải xem cái hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Bộ Y tế về cách phòng chống bệnh COVID. Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có nguy cơ lan rộng ra cộng đồng nếu không phát hiện sớm, cách ly triệt để ngay tại nhà và nơi lưu trú. Bệnh lây từ người sang người, hiện chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo những trường hợp sau được cách ly tại gia đình, nơi lưu trú. Người không có triệu chứng sốt, ho, khó thở nhưng sống cùng nhà, cùng làm việc, cùng nhóm vui chơi, du lịch, cùng đoàn công tác với người bệnh hoặc người nghi mắc bệnh. Người không có triệu chứng sốt, ho, khó thở nhưng có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với người bệnh hoặc người nghi mắc bệnh. Người không có triệu chứng sốt, ho, khó thở nhưng ngồi cùng hàng trước và sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe, toa tàu, máy bay với người bệnh hoặc người nghi mắc bệnh. Người không có triệu chứng sốt, ho, khó thở nhưng nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng đi qua Trung Quốc trừ tỉnh Hồ Bắc trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Thời gian cách ly tối đa 14 ngày tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với người bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Khi người nghi ngờ mắc bệnh được chẩn đoán không mắc bệnh, những người được cách ly có liên quan sẽ kết thúc việc cách ly. Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 345 QĐ-BIT hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Không chủ quan nhưng cũng không lo lắng, hoang mang, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Hãy liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Chúng ta vừa nghe xong phần hướng dẫn phòng chống Covid, bây giờ chúng ta vào chương trình học của chúng ta ha. Hôm trước thì chúng ta đã học phần số 1 của bài 11 và chúng ta học được 6 tên bệnh. Thứ nhất là headache,
nhức đầu. Rồi, headache là nhức đầu. Rồi một từ nữa là fever. Fever là sốt. Và từ đau răng là toothache. Rồi, đau lỗ tai earache. Đau họng sore throat. Và từ đau bụng stomachache. Đó là 6 tên bệnh mà người ta đã học bài trước. Và có cái câu, có mẫu câu là what's the matter with you? What's the matter with you? Đây là một câu hỏi về quan tâm sức khỏe tới bạn của mình. Thì mình hỏi what's the matter with you? Rồi, trả lời. Đấy. Mình trả lời thì bắt đầu một chữ I have. Rồi chúng ta để tên bệnh vô ha. Ví dụ như là nhức đầu thì nó I have a headache. I have a fever. Đấy, tôi bị sốt. Nhân dân, đó là một số tên bệnh mà mình điền học xong rồi mình điền vào đây. Rồi đó là phần ôn tập. Rồi giờ chúng ta sang bài mới. Lesson 2 chúng ta tiếp học bài này, nói về các loại bệnh này. Và phần này chúng ta sẽ được học về cách là khuyên bạn mình nên làm gì và không nên làm gì khi bị bệnh. Rồi bây giờ chúng ta xem cái video. A. Where's Nan? I can't see him here. He's sitting over there in the corner of the gym. B. Hi Nan. Why aren't you practicing karate? I don't feel well. I have a backache. Sorry to hear that. C. You should go to the doctor now, Nam. Okay, I will. Thanks, Mai. D. You should take a rest and shouldn't play sports for a few days. Thank you, doctor. Sau khi xem video xong, người ta có những cái tình huống là bạn Mai đi tìm bạn Nam và gặp bạn Quân, thì bạn hỏi là where's Nam? I can't see him here. Bạn Nam đâu rồi? Tôi không có nhìn thấy bạn. She's sitting over there in the corner of the gym. Bạn Nam đang ngồi bên kia ngay cái góc của phòng tập. Rồi, khi bạn Mai đi gặp bạn Nam, bạn nói là hi Nam, why aren't you practice karate? Đấy, tại sao bạn không tập karate? I don't feel well. I have a backache. Đây là backache. Don't feel well. Là bạn I have a backache. Đau lưng. Đây thêm một loại bệnh nữa nha. Trong bài này chúng ta có một loại bệnh đó nè, backache, là bị đau lưng. Rồi bạn mới nói là bạn Mai mới nói biết chưa? You should go to the doctor now, Nam. Đó, bạn nên đi bác sĩ ngay. Okay, I will change my. Đây, bạn Mai khuyên này. You should go to the doctor now, Nam. Rồi, bạn Mai khuyên như thế này. Bạn nên đi bác sĩ. Rồi, nếu mà đồng ý thì bạn Nam mới đáp này. Okay, I will. Thanks, Mai. Đó là cách hỏi và đáp, khuyên và đáp nha. Khi bạn khuyên thì chúng ta dùng chữ you should. Rồi, khuyên làm gì đó thì chúng ta tiếp tục cái phần một câu này. Rồi, sau đó đi bác sĩ thì bác sĩ mới khuyên là
should take a rest and shouldn't play sports for a few days. You should take a rest. Con nên nghỉ ngơi. And shouldn't play sports for a few days. Là con nên nghỉ ngơi và không nên tập thể thao trong vài ngày. Rồi bạn cũng đáp là thank you, doctor. Thank you, doctor. Rồi, rất là cảm ơn. Rồi, bây giờ chúng ta sang cụ thể mẫu câu và học một số từ vựng mới. Rồi, ở đây chúng ta học một số từ mới trong cái bài này. Thứ nhất là hình này, tức là đi khám. Đi khám thì là có câu, có cái cụm từ là go to see the doctor. Go to see the doctor. Go to see the doctor. Hay là go to the doctor. Ở đây có câu nè. Go to the doctor. Go to the doctor. Rồi, đây là đi khám răng. Này là đi khám răng. Go to the dentist. Đây, chúng ta đổi từ doctor thành từ dentist. Dentist là nha sĩ. Đi nha sĩ là đi khám răng. Go to the dentist. Đây. Okay. Go to the dentist. Go to the dentist. Rồi, bạn bên này thì hai bạn này đang nói chuyện về việc là khi bị đau trong việc tập thể thao thì khuyên bạn nên nghỉ ngơi là take a rest. Take a rest. Đấy. Take a rest. Đấy. Take a rest là khuyên nghỉ ngơi. Đấy. Take a rest tức là nghỉ ngơi. Rồi, ở đây có hình trái cây, là khuyên ăn trái cây. Khuyên ăn trái cây đây là eat a lot of fruits. Eat a lot of fruits. Eat a lot of fruits. Ăn nhiều trái cây. Ăn nhiều trái cây. Rồi, hình tiếp theo là cụ bà đang xách một túi đồ nặng, thì là khuyên không nên xách đồ nặng. Thì có câu là carry heavy thing. Carry heavy thing. Khuân quát đồ nặng. Carry heavy thing. Carry heavy things. Carry heavy things. Là khuyên không nên xách đồ nặng nữa. Rồi cuối cùng là ăn bánh kẹo, đồ ngọt nhiều quá. Đây, ăn kẹo, kẹo nhiều quá không tốt cho răng thì khuyên không nên ăn nhiều đồ ngọt, không nên ăn nhiều kẹo. Người ta có cụm từ là eat a lot of sweets. Eat a lot of sweets. Eat a lot of sweets. Mà ăn nhiều kẹo. Khuyên không ăn nhiều kẹo. Rồi, giờ ta có câu khuyên. Câu dùng để khuyên người ta không nên làm gì hoặc là nên làm gì đó. Ở đây có hai mẫu câu này, người ta ghi dính liền nhau. You should. You should. You should tức là nên. Nên làm gì đó. Thì ta điền cái cụm từ mà chúng ta vừa mới học hồi nãy vào cái phần chỗ trống. Còn sau chữ gạch xẹt đó, sau cái dấu gạch xẹt đó thì ta có cái chữ là shouldn't. Shouldn't thì là you shouldn't, là không nên, không nên làm gì. Thì cũng những cái cụm từ hồi nãy ta vừa mới học xong đã điền vào chỗ trống này. Cái cụm nào nó để mà nên làm ấy, thì ta khuyên là you should, còn không nên làm thì là you shouldn't. Rồi giờ ta xem ví dụ. Bây giờ là khuyên nên đi bác sĩ.
thì là you should go to the doctor. You should go to the doctor. Right. You should go to the doctor. Right. You should go to the doctor. Đây là khuyên nên đi bác sĩ. Rồi bây giờ là khuyên đi nha sĩ. Đấy. Này. You should go to the dentist. You should go to the dentist. Đây là khuyên nên đi nha sĩ nha. Rồi. Khuyên bạn nên nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cũng là nên. Tại tập mệt hay là tập bị chấn thương gì đó thì khuyên nên nghỉ ngơi. Chúng ta có câu là you should take a rest. You should take a rest. Rồi, ăn trái cây cũng tốt. Cho nên ta khuyên là you should eat a lot of fruit. You should take a lot of fruit. You should eat a lot of fruit. You should eat a lot of fruit. You should eat a lot of fruit. Rồi, còn hai câu còn lại thì không nên, khuyên không nên. Thì ta có cũng từ là shouldn't. Bỏ chữ suốt nha. You shouldn't, right? You shouldn't. You shouldn't. Sử dụng cái từ sau. You shouldn't carry heavy things. You shouldn't carry heavy things. Cuối cùng là you shouldn't eat a lot of sweets. You shouldn't eat a lot of sweets. You shouldn't eat a lot of sweets. Rồi khi khuyên mà đồng ý thì người ta có cách trả lời như thế này. Yes, I will. Yes, I will. Thanks. Đây là mình đồng ý cái lời khuyên của người ta. Rồi câu dưới cũng là đồng ý, nhưng mà đồng ý cái cách mà người ta khuyên mình không nên làm gì đó thì người ta nói ok hoặc là yes. Yes cũng được ha. Yes hoặc là ok đều được hết. Nhưng mà mình người ta khuyên mình nên làm gì đó thì nói là yes hoặc là ok, I will. Rồi cảm ơn người ta một cái là thanks hoặc là thank you. Rồi mình nếu mình đồng ý theo cái lời khuyên mà không nên á thì người ta có cách trả lời sau là yes hoặc là ok cũng được, và trả lời là I won't. Đấy, đó. Mình sẽ không làm điều đó. Ok, I won't. Thanks hoặc là thank you. Đấy. Cách trả lời thì có hai cách, và yes và ok trao đổi với nhau được, cái nào cũng được hết. Nếu mà người ta khuyên đồng ý, khuyên nên làm gì đó thì người ta đồng ý thì người ta nói yes I will, thanks, hoặc là mình có thể nói là ok I will, thank you. Rồi nếu người ta khuyên mình không nên làm gì đó thì mình cũng có trả lời là yes hoặc là ok. Yes I won't, thanks, hoặc là ok I won't, thank you. Đấy. Đó là cách trả lời. Mình đáp lại cái câu khuyên của người ta. Rồi, như thế là mình đã học xong từ vựng và áp dụng mẫu câu để khuyên người ta nên làm gì hoặc là không nên làm gì và cách trả lời. Rồi, chúng ta sang bài tập số 3. Bài tập số 3 thì ở đây mình tự làm. Thứ nhất là mình nói là mình bị cái gì đó. I have a, hoặc là an, do I have a headache. Còn nếu mà đau tai thì
I have an earache. Đấy, đầu tai có chữ y ở đằng trước cho nên dùng an. Ngoài ra là dùng a. Rồi, khi mình nói bệnh gì đó thì bạn khác khuyên mình nên làm gì hoặc là khuyên mình không nên làm gì đó, mình áp dụng theo một câu hồi nãy. Rồi sau đó bạn mình hỏi xong thì mình trả lời là yes I will thanks hoặc là ok I won't thanks. Đấy, này mình tự học và tự thực hành một mình ha. Ở nhà thì không có bạn, không có người nào giúp đỡ thì mình làm một mình, còn nếu có anh chị hoặc là cha mẹ mình phụ được thì mình làm hai người. Rồi, ra sang bài tập số 4. Listening complete. Rồi, listening complete. Thì ở đây chúng ta chỉ điền vào cái ô nào mà người ta có gạch nè. Đấy, cái chỗ nào người ta có gạch nè thì mình điền vào. Còn chỗ nào người ta không có gạch ta để trống thì mình không có điền. Thì chắc chắn là chỗ này nó không có gì đâu. Ở đây cũng vậy. Mọi người ra là chỉ nên, khuyên nên làm có một cái à. Đây nè, bạn Quân nè, bạn Quân nên làm gì đó, chúng ta nghe và điền vào. Rồi tới bạn Tony, bạn Phong và Mrs. Green. Nè, bị cái vấn đề là mọi người có một vấn đề ở đây nè và khuyên nên làm gì đó, còn ba câu còn lại khuyên không nên làm gì đó, chúng ta nghe và chúng ta điền vào ở đây. Rồi chúng ta sẽ nghe và làm trong sách giáo khoa, nhìn vào sách giáo khoa, vừa nghe và làm trong sách giáo khoa. Rồi nhưng mà nghe không kịp á thì đợi xong cái phần live này chúng ta sẽ bắt cái video trở lại để mà nghe lần nữa. Đấy. Rồi chúng ta sẽ nghe. One. I don't feel very well. What's the matter with you? I have a stomach ache. Sorry to hear that. You should go to the doctor now, Gwen. Okay, I will. Thanks. Two. You don't look very well. What's the matter with you? I have a fever. Let me see. Oh, you're very hot. You shouldn't go to school today. Three. Let's have ice cream. Great idea. Sorry, I can't. What's the matter with you, Fong? I have a bad toothache. Oh, then you shouldn't eat ice cream. How about milk? Good idea. Thanks, Mo. Four. Hi, Mrs. Green. What's the matter with you? Oh, I have a backache. Sorry to hear that. Oh, you shouldn't carry heavy things. Let me help you. Thanks, Nam. That's very kind of you. Đã nghe một lần rồi, giờ mà nghe lại lần hai. Rồi đây chúng ta chú ý các Tony Phong và Miss Green á, là không nên, còn Vương thì nên làm gì đó. Thì ở đây có vấn đề là gì? Bạn Vương thì bị là stomach ache, bị đau bụng ha, vậy nên làm gì? Bạn Tony fever, đó, có vấn đề là fever là bị sốt ha, không nên làm gì. Rồi bạn Phong bị toothache, bị đau răng. Đấy. Rồi Miss Green backache, đau lưng. Mrs. Green nhé, backache. Rồi chúng ta nghe một lần nữa và ra xem người này nên làm gì và không nên làm gì. One. I don't feel very well. What's the matter with you? I have a stomach ache. Sorry to hear that. You should go to the doctor now, Gwen. Okay, I will. Thanks. Two. You don't look very well. What's the matter with you? I have a fever. Let me see.
Oh, you're very hot. You shouldn't go to school today. 3. Let's have ice cream. Great idea. Sorry, I can't. What's the matter with you, Fong? I have a bad toothache. Oh, then you shouldn't eat ice cream. How about milk? Good idea. Thanks, Mai. 4. Hi, Mrs. Green. What's the matter with you? Oh, I have a backache. Sorry to hear that. Oh, you shouldn't carry heavy things. Let me help you. Thanks, Nam. That's very kind of you. Tôi đã nghe xong hai lần, nhưng mà chúng ta không nghe kịp nữa thì ta cứ bắt lại cái video để mình nghe lại nha. Giờ ta xem xong rồi tập số 5. Rồi, bài tập số 5 là read and complete, then say the line. Đây là mình tự đọc ha. Tự đọc xong rồi mình điền mấy từ cho sẵn này vào chỗ trống này. Rest, rest thì nó đi theo take a rest. Stomach thì nó theo loại bệnh là stomachache, hoặc là bị đau ở trong bụng đó. Rồi matter này dùng để hỏi, câu này dùng để hỏi, từ này dùng trong câu hỏi. What's the matter with you? Rồi has là chúng ta học vừa rồi đó. I have, còn mà he hoặc là she thì là hoặc là tên một người nào đó thì người ta dùng từ has. Rồi doctor thì người ta khuyên đi bác sĩ gì đó. Rồi vậy là chúng ta đọc cái bài này, sau đó chúng ta điền vào làm trong sách giáo khoa. Rồi cuối cùng là phần số 6 là trò chơi. Thì học online thì không có chơi rồi, chúng ta tự nghiên cứu trò chơi này ở nhà, và từ có anh em gì đó thì ta có thể chơi được, còn không có thì thôi mày ta bỏ qua. Rồi vậy là chúng ta đã học xong phần lesson 2 của unit 11 chương trình tiếng Anh lớp 5. Rồi sau bài này chúng ta học được cái từ mới, đó là 6 từ mới. Khuyên đi bác sĩ, nha sĩ, go to the dentist. Rồi take a rest, eat a lot of fruits, carry heavy things, eat a lot of sweets. Đó là những cụm từ, học nguyên cụm từ ha. Và học cái câu khuyên là you should là nên. You shouldn't là không nên. Đấy, đó là một câu và từ chúng ta học hôm nay. Còn lesson 3 chúng ta không có học nhé, tại vì chúng ta đã học xong một lần rồi. Phần này là phần ôn tập nên là đi nhanh qua là xong. Và phần số 3 này chúng ta tự thực hành trong sách giáo khoa. Rồi, như thế là bài học chúng ta đến đây là hết. Chúng ta xem lại trong sách giáo khoa kết hợp với phần hướng dẫn của thầy để mà làm được bài tập ở nhà. Rồi trong mùa dịch bệnh này chúng ta nghỉ ở nhà nên học bài. Đặc biệt là hôm nay, những ngày hôm nay, mấy ngày nay là đang mùa, nên là đang Tết của người Khmer, cho nên là những người em dân tộc á thì cũng hôm nay cũng là theo chỉ thị 16 của chính phủ thì người ta không có đi ra ngoài nhiều. Đấy, đi ăn Tết thì cũng hạn chế, nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm nay là hết rồi, ngày hôm nay là hết theo chỉ thị rồi, nhưng mà chúng ta không, mặc dù là hết thực hiện cách ly toàn xã hội, nhưng mà một số tỉnh vẫn còn, ở Trà Vinh mình thì hết, nhưng mà
cũng vẫn tiếp tục thực hiện theo cái hướng dẫn phòng chống Covid-19, chứ không phải lơ là hết, là không phải đi tập trung đông người hoặc là đi ra ngoài không đeo khẩu trang là không được. Cho nên những cái biện pháp phòng chống Covid chúng ta vẫn thực hiện, nhưng mà chúng ta được coi như là tự do hơn những ngày 15 ngày qua là chúng ta ở nhà. Hôm nay chúng ta bắt đầu từ ngày mai thì chúng ta có thể đi ra ngoài ăn Tết được rồi, nhưng mà hạn chế vẫn thực hiện biện pháp an toàn. Rồi, như thế là chúc các em học tập tốt. Rồi, chúc các em người Khmer có những ngày Tết vui vẻ. Rồi. Chào tạm biệt các em. Xin chào tạm biệt tất cả những người đang xem. Cảm ơn các bạn đã chú ý xem phần hướng dẫn học tiếng Anh lớp 5 của trường tiểu học Phú Vân A. Nhưng mà đa số là thấy phụ huynh, cô giáo và các bạn mình học thôi, còn học sinh thì không có thấy. Hy vọng là các em sẽ xem được hai cái video này và tự học, nghe xem lại và tự học. Tại vì lúc này là mùa Tết cho nên không có like ban ngày hoặc là đầu giờ tối được. Tại vì hiện giờ đang mùa Tết thì ở ngoài nó cũng ồn ào. Ở nhà mình thì không có phòng cách âm, cho nên là phải like vào giờ gần 9 giờ hoặc là 9 giờ trở lên. Đấy, cũng khó khăn cho mấy em trong việc học bài, cho nên hy vọng là các em sẽ xem lại thôi. Còn cái việc xem trực tiếp chắc không có rồi, tại vì giờ này mấy em học sinh nhỏ thì ngủ sớm. Các em có xem được cái phần live này thì em chia sẻ cho các bạn của mình xem chứ. Tại vì một số bạn không có biết, một số bạn có điện thoại thì xem thì biết, còn một số bạn thì không có biết. Cho nên em cũng nói cho các bạn mình biết để các bạn mình theo dõi và có cái buổi học ở nhà tốt. Rồi, cảm ơn các em. Chào tạm biệt. Tạm biệt mọi người. Bye bye.